Xin chào cả nhà, lại là Tina đây ạ. Cả nhà ơi, hôm nay mời cả nhà hãy góp ý kiến dùm cho em cái màu mẫu tóc mới này nha cả nhà nhé. Với cái màu cái mẫu tóc này hôm nay em sẽ lên cũng hai bước, đó là nhộm và ép nha cả nhà nha. Thì cái đầu tóc này á, em gái này cũng tẩy qua khá là nhiều nên tẩy lai ở trong á, nên ở trong nó hơi nó yếu dữ lắm á cả nhà. Và cái màu tóc bây giờ nó là 3-4 màu chứ không phải là 1-2 màu nữa. Thì bây giờ đến với em thì em sẽ làm cho bạn em này
À, cả nhà ơi, Tina xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của Tina. À, cuối clip em xin chúc cho cả nhà có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nhé. À, cả nhà hãy đón xem những cái video tiếp theo của Tina nhé, cả nhà nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.